Những ngày qua, trên chợ mạng, nhiều tiểu thương rao bán mít ruột đỏ Malaysia rất là mắc và được nhiều người đặt hàng, dù giá của chúng đắt gấp đôi, thậm chí là gấp 3 đến 5 lần mít thường. Theo các tiểu thương, dù ra sức gom hàng từ các nhà dân trồng giống mít này tại Cần Thơ về Hà Nội bán, nhưng lúc nào cũng thiếu hàng. Nguyên nhân bởi giống mít ruột đỏ này chưa được lai trồng phổ biến ở nước ta. Vì thế, số lượng mít ruột đỏ cung ứng ra thị trường chưa nhiều. Trong khi đó, nhu cầu của khách ngày càng lớn. Loại mít ruột đỏ Malaysia được trồng chủ yếu ở miền Nam của Việt Nam. Ngoài bán mít ruột đỏ, hiện nhiều cây giống mít ruột đỏ Malaysia cũng được rao bán nhiều trên mạng với giá 80.000 đồng một cây giống.